Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chiêm hóa hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục là một số tin tức đáng chú ý. Tiếp đó là phóng sự Đảng bộ, Ban chỉ huy quân sự huyện Chiêm hóa điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phần cuối chuyên mục là phóng sự phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, huyện Chiêm Hóa đã thành lập một ủy ban bầu cử huyện và 26 ủy ban bầu cử cấp xã, thành lập 9 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 152 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã và 258 tổ bầu cử ở 258 khu vực bỏ phiếu. Thời điểm này, ủy ban bầu cử các cấp đã hoàn thành việc ấn định và công bố các đơn vị bầu cử, danh sách, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Toàn huyện có 161 đơn vị bầu cử, 258 khu vực bỏ phiếu, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 35 người trên 70 người giới thiệu ứng cử và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với số đại biểu được bầu là 563 người trên 1.166 người giới thiệu ứng cử. Dự kiến số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện là trên 102.000 cử tri. Xác định việc sớm triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện sẽ góp phần tích cực để huyện hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Huyện Chiêm Hóa đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phục vụ các công trình. Hiện nay trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đang thi công gần 80 công trình được đầu tư từ các nguồn vốn. Năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư toàn huyện là trên 286 tỷ đồng. Đến hết tháng 1 năm 2021, số vốn đã giải ngân đạt trên 257 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch. Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn phối hợp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, đảm bảo cho việc giải ngân vốn và tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm đúng kế hoạch, góp phần tích cực để huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Huyện Chiêm Hóa hiện có 14 sản phẩm đã được tỉnh cấp chứng nhận đạt OCOP 3 đến 4 sao. Đây là tiền đề để huyện tiếp tục xây dựng phát triển và nâng hạng các sản phẩm OCOP trong thời gian tới. Từ nay đến năm 2025, huyện Chiêm Hóa phấn đấu có ít nhất 30 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên và có từ 2 đến 3 sản phẩm đạt 5 sao, trong đó duy trì phát triển có hiệu quả 14 sản phẩm OCOP đã được công nhận, xây dựng thêm 19 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên, phấn đấu có 3 đến 4 sản phẩm OCOP nâng hạng lên 4 sao và có từ 2 đến 3 sản phẩm nâng hạng 4 sao lên 5 sao. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đang hướng dẫn hỗ trợ các địa phương phát triển các sản phẩm chủ lực, cơ sở hạ tầng, đảm bảo chuẩn hóa các tiêu chí, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện để các chủ thể OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Vừa qua, tại huyện Chiêm Hóa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm, thu hút trên 1.000 lao động, học sinh, sinh viên tham gia. Tại phiên giao dịch việc làm, huyện Chiêm Hóa đã có gần 20 doanh nghiệp tuyển dụng và xuất khẩu lao động đến cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động, định hướng nghề nghiệp, giúp người lao động, học sinh, sinh viên có cơ hội tìm kiếm lựa chọn việc làm phù hợp, có mức thu nhập khá và ổn định. Thông qua phiên giao dịch việc làm nhằm đẩy mạnh công tác định hướng tư vấn giới thiệu việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, giữ vững mối đại đoàn kết trong đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đã có nhiều năm phục vụ trong lực lượng vũ trang, Trung tá Miêu Văn Tám, trợ lý tham mưu Ban chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa luôn xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là sự tận tâm, luôn nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Với cương vị của mình, anh luôn tích cực, chủ động trong công tác chuyên môn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Bản thân đều có cái đăng ký cái chuyên đề để thực hiện cái cuộc vận động. Và qua đánh giá của Đảng ủy chỉ huy và cơ quan chuyên môn cấp trên thì lĩnh vực tôi đảm nhiệm đều hoàn thành tốt. Với phương châm xây dựng lực lượng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức,
Ban Chỉ huy quân sự huyện Chiêm Hóa đã xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ đề ra, gắn kết việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương và phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bằng những việc làm cụ thể thiết thực, tập trung trọng tâm vào thực hiện 3 khâu đột phá, đó là nâng cao chất lượng huấn luyện cơ quan và các đơn vị dân quân tự vệ, đảm bảo quân số, nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối, không có cán bộ chiến sĩ vi phạm kỷ luật, thực hành tiết kiệm, tận tụy trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên là học tập đầy đủ các chuyên đề. Nghị quyết hàng năm và kết luận hàng tháng đều có cái nội dung đánh giá thực hiện cái chỉ thị 05 và tổ chức cho cán bộ đảng viên trong đơn vị cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể kết hợp với các cái phong trào thi đua. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác tăng gia sản xuất luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Năm 2021, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2021. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa trên khắp các xã trong huyện. Tại xã Hòa An, học tập và làm theo lời Bác là động lực quan trọng để toàn xã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Trên con đường vươn tới ấm no, người dân trong xã luôn nhắc tới công lao của Chủ tịch Hội nông dân xã, luôn tiên phong đi đầu, cống hiến hết mình cho bà con. Những buổi sinh hoạt được Hội nông dân xã Hòa An thường xuyên duy trì, đẩy mạnh phát triển kinh tế là những nội dung cấp thiết cần giải quyết và được Chủ tịch Hội nông dân xã thường xuyên đề cập, yêu cầu mỗi cán bộ hội viên phải nghiêm túc thực hiện. Nói đi đôi với làm, bản thân Chủ tịch Hội luôn tiên phong trong mọi phong trào, từ làm đường giao thông, xây dựng đời sống văn hóa hay chuyện đưa những cây trồng mới vào sản xuất. Hội đã triển khai tới toàn các thể chi hội để tập trung vào để phát triển. Thì qua đó thì đã có nhiều những mô hình đã có hiệu quả kinh tế rõ rệt. Hội viên thì ngày càng được đời sống được nâng lên. Thực hiện theo Bác thì không phải là thực hiện những cái việc to tác cao sang gì, mà thực hiện theo Bác đơn giản những cái việc công việc hàng ngày, xử lý công việc, ngay việc ứng xử đối xử với công việc, giao tiếp với cấp dưới, và đặc biệt là nơi cư trú là giao giới tài hòa. Không chỉ đi tuyên truyền vận động, Chủ tịch Hội nông dân xã còn tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Với mô hình vườn ao chuồng rừng kết hợp, trong đó trồng 3 hectare cam, bưởi, 8 hectare rừng, chăn nuôi cá, lợn thịt đã được Ủy ban nhân dân huyện công nhận trang trại tổng hợp, doanh thu hàng năm đạt 300 triệu đến 500 triệu đồng. Hàng năm hỗ trợ tạo việc làm theo mùa vụ cho từ 6 đến 8 lao động ở địa phương. Hướng dẫn phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 10 hộ gia đình nông dân, hỗ trợ giúp đỡ 60 cây giống và hướng dẫn áp dụng khoa học trong chăn nuôi trồng trọt cho 5 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn. Là cán bộ của xã, đồng chí rất là tích cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao và được cấp ủy chính quyền đánh giá rất là cao về cái thực hiện nhiệm vụ của đồng chí. Đặc biệt, đồng chí này có một cái đam mê, đó là làm phát triển kinh tế vườn ao chuồng, đem lại hiệu quả kinh tế rất là tốt. Đặc biệt là cái mô hình của đồng chí này được nhân dân trong thôn và hội viên, hội nông dân của xã là học tập và áp dụng làm theo, đã đem lại cái hiệu quả kinh tế. Chủ tịch Hội Nông dân Lê Thanh Hoan tiên phong gương mẫu đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập chính là việc làm thiết thực để học và làm theo lời Bác. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Chiêm Hóa đã phát huy tốt vai trò của mình, tuyên truyền vận động bà con trong thôn bản làm theo, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, bảo tồn văn hóa truyền thống và đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư. Ở tuổi 73, ông Hà Hồng Tường, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa vẫn tâm huyết với công tác thôn xóm. Với vai trò trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông đã vận động các hộ cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Là một trong những thành viên của ban hòa giải thôn, ông đã giải quyết có hiệu quả những vướng mắc của người dân ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, bản thân tôi đã chủ động phối hợp cùng với ban công tác mặt trận của thôn, các chi hội, chi đoàn của thôn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện được một số cái nhiệm vụ rất quan trọng. Trước hết là tôi tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế,
sản xuất nông lâm nghiệp, hàng hóa và tập trung vào các cái loại cây trồng có giá trị chất lượng cao, áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để bà con tăng thêm cái thu nhập, để cải thiện đời sống và đã nâng được cái thu nhập của bà con trong thôn. Còn với nghệ nhân Hà Văn Thuấn, xã Tân An, bằng sự hiểu biết về văn hóa truyền thống, ông đã không ngừng nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, truyền dạy cho các thế hệ trẻ các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Nhiều năm qua, nghệ nhân Hà Thuấn như sợi dây kết nối những giá trị của truyền thống, hiện tại và tương lai, kết nối hôm nay và ngày mai qua những làn điệu then của dân tộc mình. Ông đã bỏ nhiều công sức đi sưu tầm các bài then cổ còn lưu giữ được trong các bản làng của đồng bào dân tộc Tày để truyền lại cho thế hệ con cháu, như truyền lại một phần của nguồn cội, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày. Bởi những nỗ lực đó mà ông đã được phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú, và năm 2019, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Nếu như mình không truyền dạy, không giữ gìn được thì mất hết. Kể cả tiếng nói Tày cũng thế thôi. Bây giờ một số các em cũng không biết nói tiếng Tày nữa, cứ toàn nói tiếng Kinh thôi. Thế cho nên là tôi phải cố gắng để mà truyền dạy cho các thế hệ, các cháu tiếp theo để mà giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình về tiếng đàn hát then của dân tộc của mình. Đấy, không thì sau này mai một đi hết. Từ thực tiễn đã khẳng định, đội ngũ những người có uy tín ở Chiêm Hóa đã góp phần đắc lực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, trở thành tấm gương sáng để bà con cùng học tập và làm theo. Để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra về cấp căn cước công dân, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Chiêm Hóa đang đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ để cấp thẻ căn cước có gắn chip điện tử cho công dân trên địa bàn huyện. Những ngày này, cán bộ chiến sĩ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Chiêm Hóa có mặt tại các địa điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Không chỉ hướng dẫn tận tình rõ ràng, khi người dân đến làm thẻ căn cước công dân, được lực lượng công an hướng dẫn ngồi giãn cách, dùng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang để đảm bảo công tác chống dịch COVID-19. Các chú công an làm việc rất là chu đáo, tận tình và tiếp tế bọn em rất cẩn thận. Và các chú làm việc rất là nhanh gọn nên là không ảnh hưởng nhiều đến giờ học tập của chúng bọn em ạ. Việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự. Để bảo đảm tiến độ, Công an huyện đã tăng cường cán bộ lưu động tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, cơ quan, ban ngành, các đơn vị trường học. Trong đó, 5 nhóm đối tượng được ưu tiên thực hiện trước gồm những công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp chứng minh nhân dân cũ bị hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được hay hết giá trị sử dụng. Công dân bị mất chứng minh nhân dân, công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin trong chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên cùng với việc tiếp nhận hồ sơ, thu thập các thông tin, cán bộ chiến sĩ còn tích cực tuyên truyền và hướng dẫn công dân đến làm căn cước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Qua thực hiện tại địa bàn huyện Chiêm Hóa, thì đến nay chúng tôi đã triển khai cấp cho các đối tượng ở tại các xã và cấp cho học sinh cấp 3. Tới đây chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ đến tất cả các xã, các địa bàn thôn, tổ dân phố. Phấn đấu trong năm 2021 sẽ đạt cái chỉ tiêu do công an tỉnh giao. Quá trình thực hiện thì cơ bản đã thực hiện theo lộ trình cũng như là quy trình cấp. Để đảm bảo kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân cho hơn 116.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại huyện Chiêm Hóa, bên cạnh hai tổ lưu động đang triển khai thực hiện, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, nắm chắc nhân khẩu, chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị bàn ghế, bảng kê khai, lập danh sách công dân đề nghị cấp căn cước công dân. Chuyên mục Chiêm Hóa hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.